Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại em hiện đang ra với công trình khách sạn ở Sapa các bác này. Hôm nay thì rất là mưa luôn. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023. Rất là mưa luôn. Thì hiện tại em hiện đang giao căn này nhá. Căn này hiện tại là hoàn thiện 20 phòng thiết bị vệ sinh, full hết đồ của bên em hiện cung cấp các bác nhá. Đó. Này, đang rất là mưa. Hiện tại em hiện vừa xuống xong. Nói chung cảm giác được xuống hàng ấy nó sướng lắm các bác ạ. Xuống hàng nó sướng lắm. Đây thì các bác nhìn này, nhà thờ đá ngay bên này này. Đây này, nhà thờ đá kìa, ngay bên đây này. Thì là cái khách sạn này nó lại nằm ở ngay đằng này các bác nhá. Bây giờ em Hiệu sẽ quay cho các bác xem cái công đoạn mà em xuống hàng nha các bác nhá. Thì cái khách sạn này nó được chia làm hai giai đoạn. Một là giao một lửa trước, thiết bị trước, và sau này giao một lửa thiết bị sau các bác nhá. Đấy thì là cái tiến độ của nó là như thế để cho anh em thợ người ta làm mà. Ok. Đây, bây giờ phải bóc hết rồi cho các bác kiểm tra không sức vỡ. Đây là bệt nhé. Đây em bỏ cái bộ CK đấy ra ngoài này. Em bỏ hẳn riêng ra, xong rồi em bóc ra, em chuyển ra của anh. Xem cây trọng lavabo ở đây, cho các bác xem luôn nhé. Đây cho các bác xem luôn này, đây là mẫu lavabo mà khách sạn này dùng này. Các bác nhìn này, gương này, tách điệu đẹp không? Đấy, chậu này, chậu đen nhé. Vòi đen này. Thì hiện tại này em đang giao rốt cái thiết bị là sen cây, sen tắm, vòi, sen cây, sen tắm và phụ kiện thứ nhá. Bệt này. Này. Bộ này đây các bác, nó phát tí này. Đấy. Khách sạn ở Sapa các bác nhá. Em Hiệu đây. Đây là đang bóc ra để cho các bác kiểm tra này. Đầu tiên là không xuất vỡ. Bên em là bàn giao là cũng khá là quy trình đấy. Bên em bàn giao khá là quy trình, cũng nét luôn đấy. Đầu tiên là bỏ ra là không xuất vỡ, kiểm tra đầu tiên không xuất vỡ, sau đó là tí nữa thì bên em sẽ bàn giao về số lượng và chủng loại các bác nhá. Cái bộ sen đấy thì chưa cần em ơi, mình kiểm tra xuất vỡ đã, mình kiểm tra xuất vỡ đã. Em kiểm tra lúc ơi, mấy cái bệt bên này kiểm tra rồi à? Rồi. Đây này, đã ấy đâu? Trung tâm luôn, trung tâm thị trấn Sapa luôn. Đất này là đất kim cương luôn các bác nhé. Vân cô này, em cứ kiểm tra thật kỹ của anh. Có mà nghe lọc thọc đâu nhỉ? Ở đây đấy. Đấy, sen tắm này, xong rồi là cái lô giấy, xong rồi là bát khăn giàn này, kệ góc này. Đấy, đang bàn giao nhé, khách sạn Sapa. Đây phòng đây, mình quay lại cho các bác đi thông qua một chút cái phòng này nhá. Đẳng cấp luôn, đẳng cấp pro luôn. Này, nhìn cái phần nội thất của nó đã sướng rồi. Đây, nội thất của nó màu sơn đã nhìn thấy sang rồi. Đây bồn tắm nhá. Đây là phòng này cũng là gần như kiểu là phòng để nghỉ ngơi thư giãn đấy. Rất đẹp luôn, màu sơn rất đẳng cấp. Đây, đây. Đấy, bóc ra vì là bên em ấy là làm phải rất là cẩn thận, bóc ra để cho kiểm tra từng món một, không thì sau này mình bàn giao xong rồi ấy, mình bàn giao không cẩn thận đi đến lúc xuất vỡ rồi nó rất là khó nói chuyện các bác nhá. Đó, ok các bác nhá. Bác làm có nhu cầu về thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp dùng cho khách sạn, nhà nghỉ rồi nhà dân thì liên hệ với em Hiệu nhá. Giá cam kết tốt luôn, giá không tốt thì chắc chắn các công trình nó sẽ không lấy đâu các bác nhá. Ok.